Chào mừng các bạn đã đến với số đầu tiên, nơi mà mình cùng với các bạn lộn xào về những yếu tố gameplay, câu chuyện có trong game. Bạn đã có bao giờ đứng trước nhiều lựa chọn hay chưa? Ví dụ như một ngày người yêu bạn hỏi một câu ngớ ngẩn như thế này: Nếu em và mẹ em rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai? Hả? Là bạn, bạn sẽ chọn gì? Còn mình thì... Mày cầm mồm đi! Vậy thì ngày hôm nay mình cùng với các bạn lộn xào về yếu tố Choice Matter có trong game, và để xem Choice Matter có mối liên hệ gì với thực tế hay không. Vậy Choice Matter là gì? Choice Matter là yếu tố có trong game, trong đó quyết định và mọi lựa chọn của người chơi sẽ tác động đáng kể đến cốt truyện và sự phát triển của nhân vật. Thay vì chỉ đi theo một cốt truyện tĩnh, có thể nói đơn giản hơn nữa là mọi lựa chọn do bạn quyết định để cốt truyện đi theo một hướng tích cực hơn mà bạn mong muốn, hay là như mình có thể đưa ra một vài game tiêu biểu cho yếu tố này như series The Walking Dead này, Heavy Rain này, Detroit Become Human này, Life is Strange này, vân vân vân. Hay gần gũi hơn với các anh em Weibo thì là thể loại visual novel. Để mọi người có thể dễ hình dung hơn về yếu tố này, sau đây là một phân cảnh có trong tựa game Life is Strange. Đây là một tựa game mang nặng yếu tố về du hành thời gian, hiệu ứng cánh bướm, các thứ. Vì thời lượng video có hạn nên là mình sẽ nói về cốt truyện tựa game này vào một dịp khác. Mình hy vọng các bạn có thể tự trải nghiệm tựa game này để có thể hiểu được những ý nghĩa mà nó mang lại. Bạn có thể mua game để ủng hộ nhà phát triển, hoặc là bạn có thể làm cướp biển. Cái đó là quyết định của các bạn thôi, cho smarter mà. Và bây giờ nghiêm túc này. Max! Max, can you hear me? Please say something, Chloe. I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. This is my storm. I caused this! I caused all of this! I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything! And all I really created was just death and destruction! Fuck all of that, okay? You were given a power, you didn't ask for it! And you saved me! Which had to happen, all of this did! Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Trong phân cảnh này, bạn là nhân vật chính tên Max, có sức mạnh đặc biệt là quay ngược thời gian, sẽ đưa ra quyết định giữa hai lựa chọn: hy sinh Chloe, người bạn thời thơ ấu của Max, để ngăn chặn cơn bão khủng khiếp đang sắp tàn phá Arcadia, hay để cơn bão nuốt chọn Arcadia để bảo vệ người bạn thân thời thơ ấu của mình. Nếu như người chơi quyết định hy sinh Chloe, Max sẽ bỏ đi sự ích kỷ của mình. Max quyết định sử dụng sức mạnh quay ngược thời gian để ngăn chặn cơn bão khủng khiếp hủy diệt Arcadia. Trong quá trình đó, Max nhận ra rằng việc cứu Chloe, người bạn thời thơ ấu của cô, sẽ phải trả giá bằng việc diệt vong của Arcadia. Kết thúc này đặt câu hỏi về giá trị cuộc sống của một người so với số lượng người khác. Max đối mặt với quyết định đạo đức khó khăn và phải đối mặt với sự đau khổ và mất mát của việc mất đi người bạn thân thiết. Nếu như người chơi chọn kết thúc còn lại để cơn bão nuốt chọn Arcadia, Max chọn giữ lại một tình bạn đặc biệt với Chloe và chấp nhận hậu quả của việc không ngăn chặn cơn bão. Max nhận ra rằng tình bạn và tình yêu giữa hai người là quan trọng hơn cả việc cố gắng cứu một thành phố. Kết thúc này đặt câu hỏi về giá trị của mối quan hệ cá nhân và khả năng chấp nhận hậu quả của quyết định của chúng ta. Vậy cuối cùng, yếu tố này có mối liên hệ gì đối với thực tế? Theo suy nghĩ của mình, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng đứng trước những quyết định đạo đức và phải chịu trách nhiệm với những hậu quả mà chúng ta mang lại.
Với yếu tố choice matter trong game, chúng ta có cơ hội trải nghiệm và học hỏi về tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với hậu quả của chúng. Điều này đem lại sự liên kết thú vị giữa trò chơi và đời thực. Như vậy, khi đứng trước những tình huống khó khăn, chúng ta sẽ dừng lại, phân tích và suy nghĩ để đưa ra những lựa chọn hợp lý để có những kết quả tốt đẹp nhất. Và ở đời thực không giống như là game, chúng ta không thể nào load lại save và chơi lại từ đầu được. Thế nên, mọi quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến mọi kết quả mà bạn có được. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hy vọng gặp lại các bạn trong số lộn xào tiếp theo. Hãy cùng đón chờ nhé!